Đọc cái tiêu đề là hiểu ngay rồi các bạn ha. iPhone 13 Pro Max vẫn còn tốt chán luôn. Intro nào. Bên Quân Tấn Mobile đem bán này với giá chưa tới 24 triệu luôn các bạn ơi. Chi tiết của em nói như thế nào? Vô video ha. Trước tiên tại sẽ nói về cái phần pin ha các bạn. Đây là một điểm cộng cực kỳ lớn đối với em iPhone 13 Pro Max này. Cái dòng iPhone Pro Max đầu tiên đó chính là iPhone 11 Pro Max. Thì cái em đó nó chỉ bự thôi các bạn ơi, chứ nó không có khác biệt gì so với những cái dòng phổ thông luôn. Mà pin nó thì cũng bình thường. Nếu mà nói về độ trâu á thì em này mới là trâu nè các bạn. Đây là cái chiếc iPhone đầu tiên được nhà táo trang bị viên pin có dung lượng lớn hơn con số 4000mAh. Các đời iPhone trước chỉ toàn sắp xỉ thôi chứ không bao giờ đạt được con số kia đâu. Mà cụ thể thì con số chính xác của em nó là 4352mAh. Các bạn đừng có sợ là dung lượng pin càng cao thì thời gian sạc sẽ lâu nha. Bây giờ iPhone toàn sạc từ 20W trở lên không à. Nên là cứ cắm sạc rồi làm vài trận liên minh điện thoại trên PC là đầy liền đó mà. Nếu như trên iPhone 14 Pro Max á có cái Dynamic Island nè và On-On Display đúng không? Nhưng mà pin nó sẽ tốn cực kỳ nhiều luôn. Em này thì không có những cái đó, không sợ tốn pin. Còn về màn hình của em iPhone 13 Pro Max này các bạn ơi, nếu mà so với 12 Pro Max, nâng cấp rất là đáng kể luôn. Nhưng mà bù lại thì chúng ta vẫn sẽ có một chiếc màn hình với công nghệ ProMotion nha các bạn. Tên này được Apple đặt nghe cho sang sang vậy thôi, chứ nhiệm vụ của em nó chỉ đơn giản là một cái màn hình có tần số quét là 120Hz. Mà cái chỉ số HZ này càng cao á, thì khả năng tái hiện cái chuyển động nhanh trên màn hình điện thoại của chúng ta đương nhiên sẽ càng mượt mà hơn ha. Tàn dám chắc với các bạn luôn á là cái cụm từ tần số quét các bạn đã nghe rất là nhiều luôn rồi, cách đây cũng khoảng 4-5 năm rồi đó, trên cái dòng máy Android mà bây giờ mấy ông Apple mới chịu làm cho iPhone của chúng ta ha. Mà thôi kệ, cầm trên tay một cái điện thoại có màn hình 120Hz lướt nó đã tai lắm các bạn ơi. Theo như Táo Khuyết chia sẻ thì cái phần tai thỏ trên iPhone 13 Pro và Pro Max sẽ nhỏ hơn 12 Pro và Pro Max khoảng 20% nha. Tuy nhiên về trải nghiệm thực tế của Toàn á thì cái phần tai thỏ như thế này nè vẫn cứ là khó chịu thôi. Ngoài ra thì cái độ sáng mặc định trên iPhone 13 Pro Max cũng sẽ cao hơn 12 Pro Max đến 200 nits lận nha, cụ thể sẽ là 1000 nits. Điểm này sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiều nếu các bạn sử dụng em nó ngoài trời nắng. Tiếp theo, tài sẽ nói về cái phần hiệu năng ha các bạn à. Ủa lộn, iPhone chứ phải MacBook. Lâu quá bị lú. Từ chip cho tới phần mềm, khi mà các bạn làm những cái thứ như là đa tác vụ nè, giải trí nè thì em nó đều có thể đáp ứng một cách dễ dàng và nhanh chóng luôn. Em này sử dụng chip A15 Bionic các bạn ơi. Chip của iPhone á lúc nào mà ra cũng nằm trong top hiệu năng hết, nên là vấn đề hiệu năng khỏi phải bàn rồi. Hồi nãy giờ Tài đã nói về cái phần màn hình nè, pin nè và cả hiệu năng của em này rồi. Thì bây giờ thêm một cái điểm cộng nữa các bạn ơi, đó chính là cái phần camera của iPhone 13 Pro Max. Trước tiên thì phải nói về độ phân giải camera trước đi. Thì ba camera sau và selfie đều là 12 megapixel. Chụp ảnh đủ sáng hay thiếu sáng gì thì chất lượng hình ảnh cho ra vẫn cứ gọi là chân thật, không lẫn vào đâu được. Đương nhiên là vẫn sẽ có tính năng chống rung sai sờ xếp như trên iPhone 12 Pro Max nha. Nhưng mà em này được update thêm một cái tính năng đó là chụp và quay phim macro, giúp các bạn có thể chụp ảnh và quay video cận cảnh vật thể mà không lo bị ao nát. Có một cái điểm đặc biệt trên iPhone 13 Pro Max đó chính là cái cụm camera này ha. Nó to và nó dày hơn hẳn iPhone 12 Pro Max luôn đó. Tổng kết lại thì iPhone 13 Pro Max này có gì các bạn? Đầu tiên là màn hình 120Hz nha, pin trâu nha và thiết kế vẫn như cũ. Nhưng mà không sao hết. Thích em nó thì cứ đến ngay mình Tuấn Mobile để sở hữu cho mình em nó với giá chưa tới 24 triệu luôn nha. Mua em này được rồi, mua 14 Pro Max làm chi đâu. Ok ha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Minh Tuấn Mobile. Cảm ơn các bạn.